À, dạ em có một bài cũng hit hit thôi chứ nó không hit nhất. Bài Theo Anh của em ra đó, chắc là Theo Anh. Có phải em là thiên thần đến bên anh thật ân cần, hãy cho anh gần em thêm một chút, lắng nghe tim của anh này, nắm đôi tay của anh này, hãy theo anh đi khắp thế gian. Hay quá, thiên hồ. Em thì em vừa mới ra một bài hát nhưng mà cũng cũng được thôi, không có hết lắm. Rồi hết thật cũng được. Dạ. Bài tên là Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng. Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng. Một người từng thương nhiều thế, rồi cũng hóa người dưng, chẳng còn gọi nhau bằng những cái tên mình đã từng. Trả lại nhau những hồi ức, đôi môi cứ ngập ngừng, nợ nhau lời xin lỗi. Hay quá, hay quá. Wow. Trời. Trời ơi. Tối quá ha, đeo kiến chi. Làm lố chi vậy biết được. Thật ra là hôm nay là tôi muốn đổi phong thủy. Đối phong thủy để cho chiến thắng người phụ nữ này. Quốc Thuận yên tâm. Phim Mỹ có phim nổi tiếng là Thần Tho. Thần Tho, Thần Tho cho Avenger. Trên mạng đang hot nhất là Thần Thái. Đúng rồi, quyền linh, thần tài của người nghèo. Dạ, riêng Quốc Thuận. Sao? Từ bữa tới giờ thua nhiều quá, ta đặt cái lời là thần thua. Thần thua hả? Để xem. Hôm nay tôi đổi phong thủy rồi, tôi đen từ trên xuống dưới luôn. Đó. Hôm nay thì Đỗ Quốc Thuận là ai? Hôm nay thì nhân tiện là chị Phương Thanh đặt cho tôi một cái nghệ danh là Thần Thua. Thần Thua. Thì tôi cũng xin giới thiệu luôn, hôm nay tôi đã mời được về đây thần chết. Thần mới vô là thua nữa. À thấy chưa? Một thần chết, chút nữa anh ấy xuất hiện đi. Tôi sẽ giải thích vì sao tôi gọi anh ấy là thần chết. Nghe. Và sánh đôi cùng với thần chết nữa đó sẽ là thần tiêu. Tôi nói có sách mách có chứng, chút tôi sẽ giải thích tại sao người đó là thần chết và người đó là thần tiêu. À thần tiêu không? À. Nghe thấy chết với tiêu không à? Còn Phương Thanh? Lúc nào cũng đơn giản vừa phải thôi. Xinh đẹp vừa đủ. Mạnh mẽ. Mà là thần thắng. Đủ. Mà là thần thắng được rồi, phải đẹp. Đẹp thôi. Thanh là phải đẹp, phải Phương Thanh đẹp mà đúng không? Nó đương nhiên là mình hơn Quốc Thuận rồi. Cảm ơn các chiến lược gia đã đem tôi đến đây hai đội chơi. Và bây giờ xin mời hai chiến lược gia về suy nghĩ tính toán đi nha. Xin mời thần thắng về ngồi kế thần thua. Thưa quý vị, hai đội chơi đó là ai? Thường là những ca sĩ, những nghệ sĩ hài, những nghệ sĩ sân khấu, điện ảnh. Còn hôm nay họ là ai trong số đó? Mời quý vị đến với đội đầu tiên, đó là Chí Thiện và Siêu Châu Như Quỳnh. Chào anh. Em chào anh. Sao bạn đi khám? Sao bạn đi khám? Chào chú. Chào con. Hôm nay rất vui được gặp là hai bạn ha. Nhưng mà nãy á là chiến lược gia của các bạn nói là gì, thần chết rồi thần tiêu rồi là cái gì tôi không hiểu. Thần chết là em đóng bộ phim Dạy Của Thần Chết đó. Sau đó là em có một cái nickname như vậy trong suốt một khoảng thời gian dài luôn. Còn thần chết cũng được, cái gì thần tiêu là sao? Dạ nghề tay trái của con là bán tiêu nữa chú. Nhưng mà em nghe đồn là em vô đội của anh Quốc Thuận hả? Đúng vậy em. Dạ em có thể đổi đội được không ạ? Em nghe thiên hạ xung quanh đồn rằng là cái đội Quốc Thuận thua chị Vân Thanh hoài à đó. Cho nên em quyết định em muốn đổi đội qua chị Vân Thanh nữa. Có gì đâu em, đã chọn rồi không có đổi được cưng. Có gì đâu em, đơn giản tất cả mọi thứ là do ông trời sắp xếp cả. Dù có thần chết vô đây là làm cho sống dậy. Rồi rất vui mừng được chào đón chàng hot boy và cô hot girl của chúng tôi. Còn bây giờ đội thứ hai đó là ai thưa quý vị? Đội thứ hai cũng không kém, đó là Thiên Hồ và Ali Hoàng Dương. Xin chào anh. Xin chào hai bạn trẻ. Hôm nay là bộ bốn ca sĩ hết trơn. Có lẽ là bên đây về lợi thế về hoạt ngôn, lợi thế về diễn xuất,
Yeah. Lợi thế về bản lĩnh nó nhiều hơn đó, nhưng mà lợi thế về thua nó cũng nhiều hơn. Vô gì anh làm vậy, chưa gì chưa, anh nói ta là gì sao? Đúng anh làm rồi, anh làm người ta như vậy là mất nhuệ khí người ta đó. mất tinh thần. Thấy được hay chưa? Bị rối, xin lỗi bạn, bị rối, đội mình bình tĩnh hơn. Thôi em sẽ giúp anh Thuận, anh yên tâm. Mỗi người hát câu nào đó lấy tinh thần cái coi. Hiền Hồ hát trước đi. Anh hát trước đi. À, dạ em có một bài cũng hit hit thôi chứ nó không hit nhất. Bài Theo Anh của em ra. Ủa, chắc là Theo Anh. Có phải em là thiên thần đến bên anh thật ân cần, hãy cho anh gần em thêm một chút, lắng nghe tim của anh này, nắm đôi tay của anh này, hãy theo anh đi khắp thế gian. Hay quá Hiền Hồ. Em thì em vừa mới ra một bài hát nhưng mà cũng cũng được thôi, không có hết lắm. Rồi hết thật cũng được. Dạ. Bài tên là Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng. Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng. Một người từng thương nhiều thế, rồi cũng hóa người dưng. Chẳng còn gọi nhau bằng những cái tên mình đã từng. Trả lại nhau những hồi ức, đôi môi cứ ngập ngừng, nợ nhau lời xin lỗi. Hay quá. Hay quá. Hai bạn trẻ đã thể hiện, không lẽ mấy bạn này không lẽ mình em cũng trẻ mà anh tự nhiên nói qua mấy bạn này là không. Thôi mọi người hát chung cho vui nha. Một lần thôi nhá. Một lần thôi người, một lần thôi đừng, hãy hứa với anh rằng em sẽ quay lại. Đừng để anh một mình, đừng để những ân tình nhạt phai theo tiếng mưa rơi ngoài kia. Hay quá. Thôi ta đang hát cái tiếng đâu kia vậy mới mà. Bài hay không à? Còn Tiêu Châu Như Quỳnh. Dạ bài mới của con có tên là Miss Queen. Vô. Vô. Này anh, trái tim anh dường như đã ra lạnh, mà anh cuốn hút bao nhiêu là cô gái ngây dài. Vậy sao cứ mãi lơ ngơ chờ hình bóng một người, rồi trong hoang mang đi lang thang tìm hạnh phúc. Hey boy, hãy để em nhìn vào đôi mắt một lần, vì em đã trót ngân ngơ và say đắm thiên thần. Đừng đi, take your time giờ cho thế giới ngại ngần. 'Cause I'm the queen of the night and don't let go. Rồi chúng ta chào cầu tay cho hai đội quý vị. Chúng ta vừa đến với giây phút rất là hit của hai đội quý vị. Những cái giai điệu âm nhạc rất là nhẹ nhàng, nó lãng mạn á, nó tạo nên một cái bầu không khí tuyệt vời. Còn bây giờ thì sao? Còn bây giờ thì hai đội sẽ đến phần chơi của chương trình Trí Lực Sánh Đôi. Trò chơi đó là gì thưa quý vị? Đó là nghỉ giây lao vài phút. Chào đón quý vị và các bạn đến với vòng trang bị. Ở vòng thi này thì các thành viên của hai đội có nhiệm vụ một người thi lực và một người thi trí. Ban huấn luyện, ban chiến lược gia sẽ xem coi chọn ai. Và nhớ rằng sau cái vòng chơi này, nếu đội nào thua thì bắt buộc phải đổi vị trí cho nhau. Nên mình phải tính nha. Người thi lực cũng hồi mệt luôn là cũng đuối lắm á. Đó, là phải có sự tính toán ha. Quốc Thuận thì cũng đã quen rồi, không sao. Tính cũng như không tính. Hả cái gì anh? Nói hoài vậy hả? Trời đất ơi, tôi tính muốn chết luôn. Em sắp mất động lực luôn nè. Phần thi lực như thế nào? Mời hai đội hướng về màn hình. Thử thách thể lực đầu tiên mang tên Nhanh Tay Giữ Banh. Khi thời gian bắt đầu, ba trái banh sẽ được thả lần lượt từ trên đầu của một mặt phẳng nghiêng. Người thể lực đứng ở cuối mặt phẳng nghiêng dùng một cái muỗng để giữ banh sao cho không trái banh nào rớt ra khỏi mặt phẳng. Trong lúc người thể lực giữ banh, người trí tuệ sẽ trả lời câu hỏi. Mỗi đáp án sẽ tương ứng với 500.000 đồng tiền thưởng. Vì thế, ai sẽ là người nhanh mắt nhanh tay đây? Bây giờ thử đi, đại diện là thi ai thi lực, ai thi trí. Anh nghĩ là với cái phần này, thật sự tính toán của anh, anh nghĩ là Tiêu Châu Như Quỳnh. Lên em. Dạ. Em sẽ tham gia phần lực trước. Dạ. Còn bên đây là Phương Thanh tính sao? Ai thi trí, ai thi lực?
chúng ta tuy rằng không tính toán nhưng người ta rất là hòa đồng, người ta bàn với nhau rồi đàng hoàng. Bộ ba ca sĩ đó bàn đi, ai thì Trí, ai thì Lực nào? Hiền Hồ thì gì? Trí. Ali Hoàng Dương thì Lực đúng không? Hiền Hồ thì Trí. Rồi bây giờ là hai đội, đội nào thi trước cho ban chiến lược tính toán đó. Bây giờ người nào thua thì đó thì sao? Không, thua thi trước chỉ xong. Hai, năm, năm, năm. Rồi thua. Thấy chưa? Vô là thua thấy chưa? Hình như có hình gì như đó, đó là một điểm báo nhỉ? Ống ra rất là đều. Bao kéo thì bắt buộc cái thứ ba ông ra đấm, ông chịu đổi thì canh rồi. Đây mới là nhà chiến lược nè anh. Bây giờ sẽ là câu hỏi dành cho đội Quốc Thuận. Câu hỏi bắt đầu. Một tá trứng có bao nhiêu quả trứng? 12. Con vật nào là cậu ông trời? Con cóc. Làng Tranh Đông Hồ thuộc tỉnh nào? Tây Bắc. Không phải. Chị Hằng Nga trên cung trăng với ai? Chú Cuội. Thêm người nữa. Với là Trung Thỏ. Đúng rồi. Thực hiện phép tính sau đây. Qua. Rồi, vị thủ tướng đầu tiên của Singapore là ai? Lý Quang Diệu. Chính xác. Tác giả của câu nói Dù sao thì trái đất vẫn quay là ai? Qua. Rồi, trong bộ môn bóng chày, đội nào được chơi trước? Qua. Trời ơi, ốc ông bóc là lễ hội truyền thống của dân tộc nào? Khô Me. Chính xác, lễ hội ốc ông bóc còn tên gọi khác là gì? Có. Yeah. Quá hay. Giỏi. Giỏi lắm, anh được 2 đồng các em. Bao nhiêu câu nhỉ? Như vậy là đội của Quốc Thuận được 5 câu. Các bạn có 2.500.000 đồng. Cảm ơn anh. Bây giờ gánh nặng đang đè lên vai của Ali Hoàng Dương. Nào, Ali Hoàng Dương và Hiền Hồ. Dạ nhìn em cao ráo vậy đó, không biết rồi có làm được trò gì cho tôi không. Câu hỏi dành cho đội Phương Thanh. Bắt đầu. Con vật nào ngủ ngược? Dơi. Trong 12 con giáp, con nào đứng cuối cùng? Hợi. Chính xác. Điểm cực đông trên đất liền của nước ta nằm ở tỉnh nào? Bỏ qua. Eric gọi Min lúc mấy giờ trong ca khúc Ghen? 2 giờ sáng. Chính xác. Thực hiện phép tính nhẩm sau đây. 42 ngàn. Em đã cố gắng hết sức rồi chị. Không phải. Tại vì em thấy đội này đánh trứng á. Mà em thấy chân không mà em không có thấy. Em thấy như vậy khó ở đâu đây. Bây giờ chúng ta sẽ xem đội này được mấy câu. Được 3 câu. Đội của Phương Thanh có 1.500.000 đồng. Yeah, quá tiền là vui, quá tiền là vui. Yeah. Tóm lại là ở phần chơi đầu tiên khởi động, hai đội cũng đạt được con số đáng kể nho nhỏ.